bệnh nghiệp vướng. Phía trước có nói, nằm liệt mãi trên giường gối, cầu sống, cầu chết cũng chẳng thể được. Đây là bệnh nghiệp vướng, chẳng có cách gì hết. Thuốc men bác sĩ cũng chẳng giúp được gì. Siêu độ tiêu tai miễn nạn cũng chẳng được. Tiêu chẳng nổi, nhờ sức lực của người khác tiêu không nổi, nhờ tự mình sám hối. Sức mạnh của sự sám hối này rất lớn rất lớn. Chúng sanh tạo ác nghiệp, đây là nguồn gốc thật sự của bệnh tật. Phật Bồ Tát A La Hán chẳng tạo ác nghiệp. Đây là lý do các ngài chẳng sanh bệnh. Đạo lý là vậy. Lúc Phật Bồ Tát sanh bệnh chỉ là thị hiện, đó là hoằng pháp. Giống như cư sĩ Duy Ma thị hiện bị bệnh, đó chỉ vì hoằng pháp lợi sanh. Thực sự ngài chẳng bị bệnh, ngài chẳng thể sanh bệnh, ngài chẳng có lý do gì để sanh bệnh. Hết thảy chúng sanh tâm động niệm, những ý niệm nhỏ bé thì tự mình chẳng biết. Sau khi chúng ta học Phật đọc kinh mới biết chuyện này. Một niệm càng nhỏ càng yếu ớt. Nếu một niệm ấy chẳng thiện thì sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt vật lý trong cơ thể. Nếu là một niệm cực ác sẽ thay đổi thể chất. Hiện nay các nhà khoa học, các bác sĩ hiện đại cũng dần dần hiểu được đạo lý này. Cho nên người có tâm lý khỏe mạnh, tâm tình ổn định, tâm tình vui đẹp, dù bị bệnh rất nặng, thân thể người ấy cũng rất dễ khôi phục. Một số người cho rằng đây là kỳ tích, thật ra đó đâu phải là kỳ tích, đó là đạo lý đấy. Mọi người đều biết cư sĩ Lý Mộc Nguyên, đây là một ví dụ rất đúng với đạo lý này. 10 năm trước ông bị ung thư. Hiện nay những hồ sơ bệnh lý vẫn còn. Hình như ông chụp hết 30 mấy tấm quang tuyến X. Ông cho tôi xem qua. Chỗ nào trong ngũ tạng lục phủ cũng có tế bào ung thư. Bác sĩ nói thọ mạng ông chỉ còn có 3 tháng, tối đa là 6 tháng. Thật chẳng còn cách nào chữa khỏi. Ông có thể buông xuống vạn duyên, dặn dò hậu sự xong xuôi, nhất tâm niệm Phật, chẳng đi khám bác sĩ, cũng chẳng uống thuốc, chỉ đợi giảng sanh thôi. Tâm lý của ông khỏe mạnh, tâm tình ổn định, dùng sức mạnh này để tiêu diệt tế bào ung thư, dùng sức mạnh này khôi phục thân thể bình thường. Bác sĩ nói đây là một kỳ tích, chúng tôi chẳng coi là kỳ tích, rất bình thường. Một niệm có thể thay đổi sinh hoạt vật lý của một người. Nói thật ra, người bị bệnh ung thư không đến nỗi chết. Vì sao họ chết? Vì sợ quá mới chết. Tôi nói như vậy cũng rất có đạo lý. Bạn biết đây chẳng phải là lời nói dối. Họ đều sợ đến chết. Bạn nói như vậy oan uổng hay không? Thế nên tật bệnh chẳng thể làm chết người. Người chết đều do sợ quá nên mới chết.
tự mình cảm thấy rất sợ hãi, mỗi ngày đều sợ sệt, mỗi ngày đều sợ chết, mỗi ngày cứ tưởng tới cái chết thì làm sao không chết cho được. Đương nhiên họ sẽ chết. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý, biết làm thế nào có thể khắc phục bệnh khổ. Bệnh chắc chắn là nghiệp chướng, khi nghiệp chướng khởi lên thì phải làm cách nào tiêu trừ nghiệp chướng. Phương pháp tốt nhất để tiêu trừ nghiệp chướng là đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, nhất tâm hướng về Phật. Phật là chí thiện, hết thảy thiện pháp thế gian và xuất thế gian chẳng có gì thiện hơn Phật. Niệm Phật là việc thiện lành hạng nhất. Niệm Phật đích thực có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Vậy tại sao không niệm? Nếu nói niệm Phật là mê tín, phía trước nói bạn tạo nghiệp rất nặng. Mê tín niệm Phật cũng sẽ được phước, huống chi bạn có thể chánh tín, hiểu rõ, biết rõ lợi ích của sự niệm Phật, ngay bây giờ bạn sẽ được. Mê tín thật sự đã chấp mê rồi, kẻ ấy hiện tại cũng được phước, vì họ có thể y giáo phụng hành, họ cũng có thể đoạn ác tu thiện. Họ chẳng hiểu đạo lý này, nhưng họ chịu làm. Chịu làm thì sẽ được phước. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.